Mến chào tất cả quý vị đang đến với chuyên mục Lớp Sài Gòn theo định dạng radio online. Và ngày hôm nay, anh Khoa xin được mời quý vị cùng thưởng thức với chương trình Ngâm Thơ Tao Đàn được chấp bút bởi tác giả là nhà văn Phạm Công Luận. Và xin mời quý vị cùng đến với phần dẫn đọc cùng với anh Khoa, người dẫn chuyện, nhà báo, Chắc Thúy Miêu. Chương trình ngâm thơ tao đàn. Không phải đêm nào radio cũng phát cải lương cho cả nhà cùng nghe. Trong những đêm như vậy chỉ có mỗi mình ba tôi nghe ngâm thơ tao đàn. Trước khi có chương trình ông trải cái ghế bố dài ra, thay bộ đồ pyjama trắng, ngồi bên mép ghế bố đã trải tấm vải lót trắng, tay cầm cái radio đặt lên đùi ông rà đài và bắt đầu ngồi yên khi có giọng giới thiệu chương trình trong tiếng đàn, tiếng sáo. Ông không nằm dài, không co duỗi chân mà ngồi trong tư thế nghiêm cạnh đó với lưng thẳng băng, lắng nghe tiếng nỉ non trong suốt gần một giờ đồng hồ. Đó là những buổi tối sau trận mậu thân năm 1968 và kéo dài đến mấy năm sau. Lúc đó, đèn trong nhà dùng đã là đèn ống sáng, chứ không phải dùng bóng đèn vàng ạch âm u treo lơ lửng giữa nhà nữa. Nhưng tiếng ngâm thơ trong cái radio Philips vọng ra vẫn cứ buồn nẫu ruột đối với tôi. Ba tôi mê thơ Nguyễn Bính nên ông luôn nhắc bài Hành Phương Nam do Tôn Kiều Ngân ngâm. Những lúc đó, ông bảo ông nhớ quê, nhất là những ngày cận Tết. Nhớ con sông Đồng Nai mùa nước lớn ở Cù Lao Phố xinh đẹp. Ông nhớ những cái đền, cái chùa, cái đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở đó. Riêng lòng tôi chỉ thấy rằng, cải lương mà nghe ban đêm đã buồn, ngâm thơ nghe càng buồn muốn chết, gieo cái cảm giác xốn sang trong lòng đứa trẻ hơn 10 tuổi. Đến năm tôi bắt đầu mê đọc sách, hay nghĩ dẫn dơ như khoảng 13 hay 14 tuổi Trong một đêm cướp điện tôi thứ sáu Tôi chẳng biết làm gì Nằm kê đầu lên cái thành giường thấp Tiếng âm thơ giọng bác của một nam nghệ sĩ Bỗng nghe lồng lộng cảm xúc Mạnh mẽ, sang sản Mà sao ngọt ngào quá Người ngâm được giới thiệu là Nguyễn Thanh Diễn ngâm một bài thơ về Hà Nội của Tạ Tị Một họa sĩ có làm thơ Giết sách. hà nội chao ôi hà nội hà nội với những con đường đọng tím những con đường câm nín những con đường chết lịm ở tim tôi tuổi hoa niên từng hát khúc yêu đời và nhảy múa khắp nẻo đường hà nội bao thương mến với bao nhiêu bối rối trôi về đây tàn phá cõi tâm linh trắng đêm thâu trắng cả khối chân tình, từng xác lá thu về vàng lối cỏ. Mùa úa héo, dâng đầy đôi mắt nhỏ, em ơi em, có biết thủa nào khuây, nhớ thương nhau qua những tháng đêm gầy, nhìn gương mặt hải hùng sau giấc ngủ. Tôi muốn chép cả bài thơ, chỉ vì nó hay đến nhức nhối. Gọi về, Cả một trời chớm mơ mộng của đứa con nít nhạy cảm ngày xưa. Hà Nội hiện diện trong trang sách của tự lực dân đoàn, của nhật Tiến vũ bằng, và của một nền gian nghề ở miền Nam mà những người gốc Bắc góp phần tạo nên sắc thái riêng biệt và sâu sắc. Giọng ngâm của Nguyễn Thanh quá cuốn hút. À. Xen vào những đoạn ngâm là tiếng hát của danh ca Thái Thanh, hát ca khúc. Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành, rồi lại gian lên giọng Nguyễn Thanh, âm sắc miệng bác sư kia, rất quen thuộc, mà bây giờ không còn mấy khi được nghe nữa. Ôi Hà Nội, ôi những con đường cũ, đâu hàng bông, hàng trống với hàng khay, đâu hàng đào khoe nõn những bàn tay, những đôi mắt nhìn nhau sầu ly cách nước hồ gươm còn xanh màu cẩm thạch tà áo ai còn đẹp buổi hoàng hôn nhớ thương xưa nhạt nắng những khung tường nghiêng nghiêng xuống mặt hồ ôm bóng nước tập thơ mê hồn ca ở nhà tôi giúp tôi biết về đinh hùng người lập ra chương trình tao đàn ông làm thơ nhưng có khi vẽ dạ cảm những bức tranh bút sắc nhìn rất quái Ông có giọng nói sắc lẻm, hơi the thé. Đinh Hùng nổi danh từ khi còn ngoài Bắc. Có các tập thơ nổi tiếng như Mê Hồn Ca, Truyện Lòng, các vở kịch như Tiên và Tục, Phan Thanh Giảng. Do Sài Gòn, ông được Đại Phát Thanh Sài Gòn mời tổ chức một ban thi văn vô tiếng và ông cùng bạn bè lập ra chương trình Tao Đàn năm 1952. Hẳn khi tạo dựng chương trình này, Ông không nghĩ nó lại được đón nhận nồng nhiệt ở một thành phố có không khí làm ăn sôi động nhất cả nước như vậy. Mỗi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu trong tuần, từ 9 giờ 15 đến 10 giờ, thính giả Sài Gòn người trung niên trở lên và cả người trẻ yêu thơ lại chìm đắm trong thế giới của thơ ca trong những đêm yên tĩnh nhưng cách không xa các cuộc giao tranh. tao đàn trở thành diễn đàn chung của thơ ca cả kim lẫn cổ, thơ đường luật của Vũ Hoàng Chương bên cạnh thơ tự do của Thanh Tâm Tuyền, Nguyên Sa. Ông được sự hỗ trợ của nhà văn nhà thơ Thanh Nam, Tô Cường Ngân, Huy Quang, Thái Thủy trong ban biên tập và diễn đọc. Về ban ca ngâm, theo báo trẻ số 7 tập 1 năm 1960, các giọng ngâm phía Nam thì nổi tiếng là Hoàng Thư, có mặt từ buổi phát thanh đầu tiên của Tao Đàn. Hoàng Thư có giọng Nam say xưa, khỏe và ấm, có biệt tài ngâm diễn giải những vở kịch thơ và những bài thơ tự do như giàu giai của Phạm Thái trong vở kịch Quỳnh Như của Thanh Nam hoặc bài ca ngư phủ của Vũ Hoàng Chương. Thanh Hùng, tức là Nguyễn Thanh đã ngâm bài thơ Những con đường Hà Nội nói trên với giọng thổ pha kim trong các tác phẩm đi hùng. Tiếng sáo nổi tiếng trong bang của Tô Lan tức là Tô Kiều Ngân ông cũng tham gia ngâm thơ, giọng trung hay giọng bắc đều hay, giọng ngâm quách đàm nổi bật với các bài thơ thất ngôn và lục bát. Nữ diễn viên thì có ba giọng ngâm thường trực là Hồ Điệp, Thái Hằng và Giáng Hương. Trong đó, Giáng Hương là kỳ cựu nhất với sở trường thơ mới, thơ tám chữ và thơ tự do. Và các vở kịch thơ khi trình bày các vở kịch thơ giáng hương đọc nhiều hơn là ngâm nhưng giọng bà lột tả được những nội dung buồn thảm khiến người ta nhớ nhiều nghệ sĩ hồ điệp có giọng ngâm mang phong cách cổ điển có âm hưởng ca trù thành công với các bài thơ thất ngôn và lục bát chinh phục khán giả với các đoạn thơ trong truyện kiều thơ thất ngôn của bà huyện thanh quan và thơ ttkh rất được thính giả gốc miền Bắc hâm mộ. Thái Hằng có giọng ngâm hiền dịu và vô cùng thiết tha, có thể ngâm hầu hết các loại thơ. Giọng bà Đà Mộng Hoàn cũng đáng nhớ, được gọi là giọng ngâm đổ hột đặc sắc. Hoàng Oanh tham gia giai đoạn sau được xem là giọng ngâm như sương như khói. Nghệ sĩ Hồng Vân cũng tham gia sau này bên cạnh còn có các nghệ sĩ tham gia chơi đền phụ họa trong chương trình như nhạc sĩ Ngọc Bích, Phạm Đình Chương chơi dương cầm, nhạc sĩ Vĩnh Phan, nhạc sĩ Bửu Lộc chơi đền thập lục đệm cho phần thơ cổ. Nghệ sĩ Hoàng Oanh trong chương trình của đài SBS Úc Châu kể rằng Đầu tiên, ông Đinh Hùng soạn chủ đề cho chương trình, chuẩn bị sẵn các bài thơ phát ra cho mọi người xem trước là dân chuyên nghiệp nên dò qua 5-10 phút là các nghệ sĩ có thể ngâm được rồi. Kể từ khi hình thành năm 1955, chương trình Tao Đạt lần lượt có 3 người điều hành. Nhà thơ Đinh Hùng phụ trách trong 12 năm, kể từ 1955 đến 1967 thì ông mất chương trình chuyển giao cho nhà thơ Tô Kiều Ngân, phụ trách trong hai năm 1967 và 1969. Sau đó, từ 1969 đến 1975, cho nhạc sĩ Thục Vũ phụ trách. Trong cuốn Ngâm thơ và nghe ngâm thơ Việt Nam, nghệ sĩ Thạch Cầm bổ sung thêm các giọng ngâm tham gia tao đàn. Đó là Đoàn Yên Linh, Hoàng Hương Trang, Vân Khanh, Hà Linh Bảo, Hồ Bảo Thanh, Mai Hiên, Huyền Trân, Hồng Vân, vân vân. Hai năm sau khi bắt đầu nắm giữ Tao đàn, nhạc sĩ Trục Vũ có sáng kiến phối hợp ngâm thơ với trình bày ca khúc tân nhạc, đặt tên là chương trình Thi nhạc giao duyên. Đó là sự khởi đầu mới mẻ và thu hút lớp thính giả trẻ hơn. Các giọng ca tham gia chương trình cùng các giọng ngâm được tuyển chọn cho phù hợp với chương trình như Thái Thanh, Duy Trác, Châu Hà, Mai Hương và ca sĩ Thanh Lan. Chương trình trở nên hấp dẫn hơn và vẫn giữ chất lượng những bài thơ ngâm đặc sắc, thậm chí thơ và nhạc bổ sung nhau, hỗ trợ nhau. Như trong bài Kề dai hạnh phúc, giọng ngâm của Hoàng Hương Trang tuy không trong trẻo nhưng nhờ đó làm nổi bật giọng ca đầm ấm thanh nhã của ca sĩ danh ca duy trác khi cùng ca ngâm ông phan lạc phúc một ký giả thân cận với những người thực hiện chương trình thuộc lại trước ngày thu khoáng một ngày anh đinh hùng trưởng nhóm mới ngỏ ý với thái thủy thư ký của ban biên tập là trong chương trình sắp tới đinh hùng thanh nam huy quang đôi khi cả tô kiều ngân nữa mỗi người nói bao nhiêu phút đề tài gì thư ký Thái Thủy sau khi thiết lập bản phân công có bổn phận sửa soạn sẵn một số bài dở dự trữ để nếu cần lắp khoảng trống và tham khảo với anh Đinh Hùng về việc đề nghị nghệ sĩ diễn ngâm cho từng bài. Nghệ ấy nghệ thuật thu thanh còn thô sơ nên trách nhiệm của nghệ sĩ khá nặng nề. Nhận xét về nghệ thuật thể hiện của ban tao đàn, giáo sư Trần Quang Hải đánh giá. Trong chương trình này, có cách ngâm thơ đặc biệt và khán giả nghe quen gọi là ngâm thơ theo điệu tao đàn. Thang âm hoàn toàn miền Nam, đồ mi fa son la do. Chữ cuối của câu thơ nếu là dấu huyền thì ngâm ở nốt đô, còn nếu không dấu thì ngâm ở nốt fa hay có thể ngừng ở nốt son. Nhưng về phần hồn của chương trình, nhà báo Phan Lạc Phúc cho rằng Thơ, văn tao đàn, phần đông là văn hóa Bắc Hà. Những làn điệu của văn minh sông Hồng, sông Mã giao duyên cùng với văn minh Hương Giang và Cửu Long Giang. Ông nhìn nhận, sang đến thập niên 1960, sức truyền lan của tao đàn có suốt giảm đi. Thi ca miền Nam tự do với một thẩm mỹ mới, một thẩm mỹ tranh vênh đã ngự trị thi đàn. Thơ có vần đang chuyển sang không vần của thơ tự do. Người ta ưa đọc thơ hơn là ngâm thơ nhưng đó lại là một vấn đề khác, mỗi thời điểm có vấn đề riêng của nó. Tuy không có sức hấp dẫn mạnh liệt như các chương trình cải lương vọng cổ trên đài phát thanh Sài Gòn, chương trình tao đàn vẫn có sức thu hút riêng, nhất là với khán giả có học vấn, thích thơ ca. Những bài thơ được tuyển chọn ngâm nga suốt 20 năm trong chương trình này đã góp phần ảnh hưởng nâng cao trình độ thưởng thức thi ca của thính giả nghe đài rất đông đảo thời đó. Nhiều người xác định rằng họ biết và dần thích những đinh hùng những bài thơ hay của Hàn Mặc Tử, Thâm Tâm, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Bính là nhờ nghe chương trình này từ hồi còn trẻ. Trong một bài viết trên website RFI, ông Lê Phước cho rằng nghệ sĩ vọng cổ nổi tiếng Thanh Hải đã được mệnh danh là vua ngâm thơ tao đàn thanh hải thích giọng ngâm tao đàn của nữ nghệ sĩ hồ điệp nên đã nghiên cứu luyện ngâm và sau đó đã mạnh dạn đưa lối ngâm tao đàn vào sân khấu cải lương qua các vai tuồng và các bài vọng cổ mà ông thể hiện bài báo cho biết có lẽ vì thế các soạn giả thời đó đã thi nhau đưa lối ca những câu thơ có thể ngâm theo lối tao đàn vào các vở tuồng hoặc bài vọng cổ do Thanh Hải thể hiện theo kiểu Donny đóng giày. Chương trình Tao Đàn trên đài phát thanh Sài Gòn trước đây là một hiện tượng thơ ca có tính liên tục, bền bỉ, giúp người các vùng miền trước và sau đến chung sống trên đất Sài Gòn hiểu được tiếng lòng của nhau bằng những cách thức rất đơn giản nhưng có chất lượng và có chiều sâu nghệ thuật có lẽ đó cũng là tâm huyết của những người đã tạo dựng nên chương trình này. Chúng ta vừa nghe qua một bài viết có ý nghĩa và thật thú vị từ tác giả nhà văn Phạm Công Luận trong cuốn Sài Gòn chuyện đời của phố số 4 của ông với chủ đề chương trình ngâm thơ tao đàn. Và đến đây, cho phép chúng tôi xin được nói lời cảm ơn cũng như hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những lần tiếp theo thân ái chào tạm biệt